Khi đến với CBS Championship 2024 thì cảm xúc của mình rất là vui khi là đội mà được đại diện hạt giống số 1 tại khu vực Việt Nam. Phiên bản quốc tế lần này không nhìn được chữ đỏ trong smoke, nó ảnh hưởng đến chiến thuật rất là nhiều đối với các đội tuyển cũng như là đội tuyển của mình. Và mình sẽ cố gắng hết sức để đánh bại các đội tuyển khác. Đội tuyển AG và Baysa là đội tuyển gần nhất bởi vì các đội tuyển từ Trung Quốc thì là luôn luôn là đội tuyển đứng đầu thế giới. Và mình sẽ cố gắng hết sức để đánh bại bọn họ. Năm nay là một năm với 3 đội hạt giống từ Trung Quốc và sự trở lại của các đội tuyển từ Brazil thì mình nghĩ năm nay sẽ là một năm rất là khó khăn và bên mình sẽ cố gắng chinh phục giải đấu CBS Summer năm nay. Thì mình rất là hào hứng để chào đón các đội tuyển mạnh nhất ở thời điểm hiện tại trong bộ môn đột kích. Bọn em đã tập luyện rất chăm chỉ cho giải đấu CBS Championship lần này. Mục tiêu của bọn em sẽ cố gắng vào được vòng chung kết. Mình cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ World Empire trong thời gian vừa qua. Và mình hy vọng sắp tới tất cả khán giả Việt Nam sẽ ủng hộ hai đội tuyển Việt Nam đi sâu hơn tại giải CBS Summer Championship lần này.